Quang Trọng thích thú và hài lòng khi lần đầu đóng vai cỏ đất xấu xa. Hóa ra đóng phản diện cũng hợp chứ không bị đóng khung vào dạng vai thư sinh hiền lành ngây ngô. Nếu mà để nói là phản diện thì cũng chưa hẳn nhưng mà đã có một chút gì đấy hơi lừa đảo và cũng hơi thao túng tâm lý những nhân vật khác. Trọng rất thích cái vai phản diện cũng như là những cái tính cách mà nó có hơi yếu tố lừa đảo bên trong đấy. Không hiểu sao bản thân mình không thích đóng vai hiền lắm đâu. Xin chào tất cả quý vị khán giả mình là quang trọng và hôm nay sẽ là một buổi uh, quan trọng chia sẻ về uh, câu chuyện cũng như là bộ phim mà quang trọng đang tham gia rất mong là mọi người sẽ đón nhận cũng như là yêu thương những vai diễn của quang trọng và thật sự là trọng rất vui tại vì là mỗi một vai diễn sẽ đều mang lại cho trọng những cảm xúc riêng ấy thì với vai diễn đông ở trong uh, À, mình yêu nhau bình yên thôi này cũng là một cái vai diễn mà cũng không phải là dài nhưng mà nó cũng đã để lại cho trọng rất nhiều cái ấn tượng vì lần đầu tiên mình được thử sức ở một vai diễn nó... nó khác so với tất cả những vai diễn trước đó là nó sẽ hơi mang tính chất là à, nếu mà để nói là phản diện thì cũng chưa hẳn nhưng mà đã có một chút gì đấy hơi lừa đảo ở trong đó và cũng hơi thao túng tâm lý những nhân vật khác thì đấy là một cái điểm mà trọng cảm thấy khá là thú vị khi mà đảm nhận một vai diễn như vậy à để uh, lột tả được cũng như là làm thế nào để cho mọi khán để cho khán giả được là nghĩ rằng là nhìn trông như vậy nhưng mà hóa ra lại không phải là như vậy bản chất thì nhìn uh, nếu mà nhìn trọng vai đông ở trên uh, truyền hình thì khi mọi người nhìn thì mọi người sẽ thấy là à chắc cô cậu, cậu này cũng uh, là làm thật đấy chứ không phải là lừa đảo gì đâu nhưng mà khi mà tất cả mọi uh, câu chuyện xảy ra thì mọi thứ nó đều ngược lại thì có thể là khán giả sẽ thấy bất ngờ trong cái vai diễn này. Thực sự là khi mà đọc cái nhân vật này thì uh, Trọng cũng đã nghĩ đến cái việc là sẽ bị khán giả ghét nhưng mà uh, cái này nó là một cái rất là đời thường trong đời sống rồi có thể là mọi người đã nghe qua rất nhiều cái câu chuyện mà mọi người ở, ở, ở ngoài xã hội là bị lừa đảo cũng như là bị uh, co mồi khi mà đầu tư vào những cái dự án bất động sản mà mình không rõ nó có thật hay không mà vẫn cứ đem tiền đi thì khán giả có thể sẽ nhìn thấy đấy và có thể lấy đấy làm bài học thì trọng nghĩ là um, với những cái gì mà trọng uh, thể hiện ra thì nó cũng không đến mức mà quá đáng quá mà để cho khán giả phải ghét và cũng đấy là cũng là một cái bài học để cho khán giả cũng như là mọi người để cảnh tỉnh hơn về những cái việc mà đang xảy ra ngoài kia cũng như là đầu tư một cách uh, không rõ ràng thật sự và nói thật luôn là trọng là trọng rất thích cái vai phản diện cũng như là những cái tính cách mà nó có hơi yếu tố lừa đảo bên trong đấy không hiểu sao bản thân mình không thích đóng vai hiền lắm đâu nhưng mà lại rất thích đóng những cái vai mà nó có cái màu sắc làm thế nào để cho mọi người cảm thấy kiểu thu hút hơn tại vì đóng vai hiền thì uh, với gương mặt này của trọng thì mọi người đều sẽ là giao cho những cái vai như hiền lành tử tế và thư sinh nhưng mà đây cũng là một cái cơ hội để cho mọi người nhìn thấy rằng là quan trọng không chỉ đóng một vai thư sinh hiền lành mà có thể hóa thân được vào rất nhiều những dạng vai khác thật sự là đây là một cái vai diễn mà từ trước đến giờ là trọng đảm nhận là nó cũng không phải là dài à, nhưng mà không không nghĩ rằng là lại được mọi người yêu mến cũng như là mọi người thấy cái nhân vật này nó thú vị như vậy à, mình cảm nhận được rằng là mọi người đang mong chờ mong chờ là nhân vật Đông này sẽ lộ diện như thế nào, sẽ phải bị uh, trừng phạt như thế nào đó và sẽ làm thế nào để giả được cái số tiền mà của uh, Bác Giang cũng như là cô Thu đã đã đóng thì mình cũng thấy khá là thú vị khi mà được khán giả đón nhận. Khi mà đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người thì mọi người cũng hay trêu là bảo là, ơ anh ơi, anh 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 Đông ơi cho em uh, mua lô đất cũng hiền lành thật, thì cũng tử tế thật nhưng mà không phải là hiền quá đâu, mọi thứ nó cũng sẽ chỉ có mức quy định thôi.